tức mắt không làm gì được, đành phải kiểu như là phá thối thôi. Này, làm người ấy thì tốt nhất là mình nên sống có đức tí, được chưa? Ok chưa? Em Nga sẽ không cần phải chủ hẻo các chị gái à. Thằng nào gieo như nào gặp quả đấy thôi. Em đến nay em rất chi là thoải mái. Hôm nay em đang chốt hàng mà em lại phải dừng lại để em thông báo cho chị gái này. Tùy con nào muốn nói thế nào thì nói. Hơn 500 chị ở đây lúc nào cũng phải là toàn là khách quen, được chưa? Còn các con nào láo tết sẽ có trời phạt thôi, được chưa? Em bắt đầu chốt tiếp nhá. Ok, bắt đầu chốt tiếp. Đồ gỗ thiện tân ok, trần tố viên ok này. Cái này là không có sai đâu, áo dây không sai nhưng mà nó là chiếc co giãn cực kỳ nhiều nhá. Đinh kim loan ok này. Mã 01 01 01. Đại tí nhá. Thỉnh thoảng lại vài con kiểu như bán hàng không bán hàng được và nhìn like trông tức mắt quá em. Ok, mã 01 01 nhá. Đánh đá à? Bé Đoan Trang ok này. Nguyễn Trang Hương ok này. Thường cái đúng không? Nguyễn Thị Thụy Vân ok. Eo ơi cái gì đây? Phương Thu ok này. Áo nha, chị Nga em mua nhiều rồi đẹp lắm, giá còn rẻ nữa. Gặp được chị Nga may mắn lắm rồi. Đã bảo chị không sợ đâu. Cái thứ nhất là mình hơn người ta thì người ta mới phải bực mình như thế, đúng không? Em không cần phải xoắn. Em không cần phải xoắn luôn. Ok, San San ok, Tú Lệ ok này. Ngọc Lý ok. Thằng nào gieo như nào thì gặp quả đấy thôi, không phải xoắn đâu chị em ạ. Cứ để ý mà xem. Ok, Trần Hoàng Yến hai cái này, Nguyễn Thanh Trà ok, Huỳnh Bích Hậu hai này. Thằng Bông Bi ok này. Cái gì đấy? Cái đấy không phải. Tôi bỏ ra. Thằng Bông Bi cái này. Mimi Nguyễn ok, Linh Cún ok này. Châu Linh Dương ok, Lê Thị Kim Hương ok. Nào. Ngọc Nguyễn ok này, chị nào chưa được đọc tên thì comment lại nhá. Hương Quỳnh ok. Thiếu chị nào thì comment lại nhá. Nhận được hàng nhà em lúc nào cũng ưng ý mà. Đã bảo rồi các chị gái ơi, em không bao giờ em phải xoắn đâu. Cái gì khi mà mình tất nhiên là các chị hiểu này. Nếu mà chuyên bán buôn, em nhập một lô rất chi là nhiều. Thì chúng nó bán đắt hơn, ví dụ hoặc là chúng nó bán đắt hơn hoặc là không bán được thì nhìn nó tức mắt là điều đương nhiên. Em chẳng bao giờ xoắn về cái điều đấy. Được chưa ạ? Em bán không phải là đến bây giờ là cái bọn danh con mới bán đâu nhá. Chị nào chưa được đọc tên thì comment lại là Nhi Trần ok này. Tí nữa em sẽ cho các chị làm cho nó tức mắt thêm phát nữa. Rất nhiều thứ để tức mắt hôm nay. Vân Poppy ok này. Ánh Mây ok, Nana ok, Hiền Sinh ok, Tiến Minh ok này, Linh Thu ok, Hiền Phong Thủy ok này. Còn tí nữa còn tức mắt nữa cơ. Chưa, như này chưa là gì đâu nhá. Kim Vũ ok này. Lan Hồng Châu Hà ok. Mai Quỳnh Mai nhớ nghe máy nhá. Em đã có một đôi không nghe máy cho chị rồi đấy. Mai Quỳnh ok, Kenny Bùi ok, Phạm Phương Thảo ok.